Thì mình đang có mặt ở sân bay Trùng Khánh và vào một buổi sáng sương đầy trời đất thì Huy đang quá cảnh tại sân bay này để bắt chuyến bay đi Lệ Giang vào lúc 10:20. Thì Huy sẽ bay tầm dự kiến sẽ bay tầm 2 tiếng đồng hồ từ đây đến với Lệ Giang Cổ Trứng. Sẽ là một cái chuyến đi, dự tính sẽ là một chuyến đi rất là vui và cũng là rất là thú vị đây. Và các bạn hãy đón xem coi những gì Huy sẽ khám phá trong những ngày này nhé. Nhà mình có thể thấy được là bên ngoài bầu trời rất là nhiều sương. Thì người ta có một cái câu là dạ Thượng Hải, mưa Quế Lâm và sương Trùng Khánh. Thì hôm nay Huy mới thực sự thấy được cái sương Trùng Khánh nó dày đặc như thế nào. Người ta nói rằng khi mà mình gặp phải sương Trùng Khánh thì một người đứng cách nhau 10 mét nhưng mà vẫn không thấy được nhau, tại vì sương mù của họ rất là dày đặc. Sân bay Lệ Giang. Cái sân bay mang một cái phong cách rất là cổ điển với cái mái huỳnh lưu ly. Bây giờ thì sẽ tiến thẳng tới công viên Hắc Long Đàm. Đứng tại nơi đây là công viên Hắc Long Đàm. Thì từ xưa có một cái truyền thuyết là có một cái dòng sông màu đen ở dưới cái đàm này nó bắn nước lên. Thì từ đây mình có thể thấy được xa xa kia chính là cái dãy núi Tuyết Ngọc Long và cây cầu Túy Ngọc và Ngũ Phong Lâu. Nước có một cái màu xanh ngọc bích. Huy đang có mặt ở Lệ Giang Cổ Trứng. Thì bây giờ Huy sẽ đi lên con đường này để lên trên Vạn Cổ Lâu, có thể chiêm ngưỡng được một cái tấm hình tổng quan của cái mái ngói ở đây. Và mình đã theo bước chân của Huy để lên trên nhé. Từ phía dưới chân Cổ Trứng khi các bạn lên chỗ Vạn Cổ Lâu đây thì tầm cỡ 10 phút đi bộ và đi những cái đường dốc như thế này. Quán bar. Tới rồi Vạn Cổ Lâu. Khi mà chúng ta đến với Lệ Giang Cổ Trứng thì nhất định phải đến khu vực này để ngắm nhìn cái cổ trứng từ trên cao. Đây là phong cảnh hoàng hôn của Lệ Giang Cổ Trứng từ Vạn Cổ Lâu. Cái quán cà phê trên đây giống như là tất cả đều hóa thành màu vàng hết luôn á, rất là đẹp. Nhà mình đến với Lệ Giang Cổ Trứng thì nên thử uống một ly cà phê trên đây nhé. Đúng rồi. Cổ Trứng khi mà đêm xuống thì rất là lãng mạn và cũng là rất là nhộn nhịp. Khi mà chúng ta đến với quảng trường tứ phương này thì chúng ta sẽ thấy được những người dân tộc Nam Tây họ hàng đêm ở đây múa cho du khách xem. Những cái điệu múa của họ thực sự làm rộn ràng lên cái không khí ở đây. Phía trên là những cái quán bar và phía dưới là những cái gian hàng mà bán hàng lưu niệm và cũng như là những cái đặc sản của người dân ở Lệ Giang Cổ Trứng. Ai cũng múa rất là vui. Khi con phố đã lên đèn thì mọi người đều đi xuống dưới phố
để đi chơi và cũng như là thưởng ngoại cảnh đêm tại lễ giang cổ trứng này. Đến với lễ giang cổ trứng thì chúng ta có thể thấy được có hơn 394 cây cầu và họ đều bắt ngang cái dòng sông Ngọc Hà chảy xuống từ núi Tuyết Ngọc Long. Thì chúng ta có thể thả những cái ngọn đèn ước nguyện này trên những cái dòng sông đó để cầu cho những cái ước nguyện tương lai của mình có thể thành được sự thật. Đó là một cái văn hóa cũng như là một cái tin tưởng của người dân Nạp Tây ở đây. Chúng ta còn có thể ăn những cái món đặc sản, những cái tiểu thực tại khu vực này, không bảo đảm mà không bao giờ chán khi dành một cái buổi đêm tại nơi đây. Đây là cối xay gió và một cái bức tranh của mã trà cổ lộ nói về con đường di chuyển trà của người Trung Quốc đi khắp thế giới. Ở đây là một cái khách sạn tên là Vân Nam Lễ Giang Cổ Trứng Hotel. Thì tại nơi đây có hàng trăm những cái căn phòng và nó phân theo 5 tầng khác nhau. Thì những cái căn phòng của Trung Quốc thì mình sẽ thấy được có 4 con số. Thì con số đầu tiên thường là con số 8. Con số 8 chắc là dữ phát, nhưng mà mình muốn biết được số từng thì mình phải dựa trên con số thứ 2, là số 5 là lầu 5. Thì Huy đã đặt một chiếc phòng tại căn phòng này. Thì bây giờ các bạn cùng đi theo Huy để coi bên trong. Đây, căn phòng 8518. Thì một đêm tại nơi đây là giá tầm 600 tệ. Các bạn có thể thấy được là từ đây nhìn sang cổ trứng rất là gần và dãy núi Ngọc Long ở xa xa kia. Thì mình có cái chiếc thẻ này sẽ mở cửa phòng khách sạn. Có vẻ hơi khó. Rồi ok, nó hơi chậm. Và này, cấm thẻ phòng của ai. Wow, một cái giường rất là lớn nha nhà mình ơi. Cái phòng này nhá. Cái gì thối quá vậy ta? Mình đang có mặt ở đây là Cam Hải Tử và phía trên đây chính là ngọn núi Tuyết Ngọc Long cao 5.596 m. Ở đây là cách mặt nước biển tầm 2.000 m. Khi các bạn lên trên đây thì các bạn có thể khám phá được Cam Hải Tử. Nếu mà đến đây vào mùa xuân á, thì sẽ thấy được những cái bông hoa nhỏ nhỏ sẽ mọc trên những cái mặt đất. Còn bây giờ thì các bạn xem đây, hết hoa rồi nhưng mà vẫn còn rất là đẹp nha. Để đây chụp lên đỉnh núi là quá perfect luôn. Con đường đi lên cái chỗ mà ngồi xe công cộng để lên núi Tuyết Ngọc Long. Để lên trên cái đỉnh núi Vân Sơn Bình ở ngọn núi Tuyết Ngọc Long này. Những cái văn tự khác là những cái truyền thống của người Nạp Tây hồi xưa. Ngọc Long Tiết Sơn còn gọi là một cái chỗ linh thiêng của người dân tộc ở đây. Phải ngồi cái xe điện này để lên được cái chỗ ngọn cáp treo. Cáp treo lên trên Vân Sơn Bình. Thì mình sẽ ngồi tầm 20 phút để lên tới đỉnh. Em xin không có. Phải xuống dưới hả? Đi xuống dưới mới có. Nhưng mình sẽ phải ngồi những cái chiếc xe điện này để đi xuống Vân Sơn Bình. Với độ cao là hơn 4.200 m so với mặt nước biển. Và đến nơi đây thì chúng ta phải đi theo cái con đường này. Nếu con đường này tới đi một vòng tròn để mình tham quan cái thảo nguyên ở đây. Có những con dê xa xa đó mình thấy không ạ? Thì đỉnh trên kia chính là đỉnh núi Tuyết Ngọc Long, cách mặt nước biển là 5.596 m. Chúng ta nếu mà có cơ hội thì có thể là mua vé với giá là 200 tệ để đi đến đỉnh của núi Tuyết Ngọc Long để ngắm tuyết. Đây rất là yên tĩnh và hữu tình. Ngọn núi tuyết sừng sững bên kia vẫn luôn ngóng nhìn theo truyền thuyết của con
Ngọc đang đứng tại nơi đây là cái Lam Nguyệt Cốc Hồ Trân Xanh, và trên đó là cái Ngọc Long Tuyết Sơn, và mình có thể thấy được cái nước ở đây rất là trong và cũng rất là xanh. Hồi xưa chỉ có người nạp tay có thể tới đây để thực hiện những cái nghi thức mà linh thiêng của họ. Và sau đây ở phía đây là chính là những cái nơi mà cầu duyên của người nạp tay. Xếp hàng đi. Cái dòng tháng này là một cái dòng tháng mà xếp theo hình bậc thang, với dòng sông Ngọc Hà chảy từ trên đỉnh núi Ngọc Long chảy xuống dưới đây. Ngọc Thủy Trại, vị thần trên kia là vị thần thiên nhiên của người dân nạp tây. Đây là cầu may và cầu hạnh phúc. Khi mà các bạn đến đây, hãy kiếm một cái đồng xu mà trọi xuống dưới đây thì các bạn sẽ được sự may mắn của thần tự nhiên mang lại. Đông Ba Văn Chữ. Chữ Đông Ba. Yen，哦，燕巢，你懂吗？你懂这个？我不懂。肯定不懂啊。像这边的话，很多他们都是他们连他们当地的小孩子，现在也已经很少，尤其是这个文化了，都已经被我们汉化。对，只有哪些人才学习这个门主人？现在只有那西的老人家。老人家。啊，是，可以上来这里吗？天上，天上湖。 Bò giác này, con bò rất là nhiều lông, tại vì nó sống trên cao nguyên nên phải có bộ lông như thế này mới có thể giữ cùng cơ thể của chúng. Và buổi sáng các bạn sẽ thấy được chỗ này rất là yên tĩnh và hai bên đều là khách sạn. Con người ở đây chỉ hoạt động từ 11 giờ sáng trở đi, tại vì buổi tối họ làm việc rất là khuya. Phía xa xa kia chính là ngọn núi Tuyết Ngọc Long và dòng nước chảy dọc theo dòng sông Ngọc Hà xuống tới đây thêm một con dốc, là làm phong cảnh này trở nên thực sự là rất là hữu tình. Chúng ta đang đứng tại nơi đây chính là Mộc Phủ, một tiểu cố cung Tử Cấm Thành ở phương Đông. Thì khi tới Lửa Giang Cổ Trưng, chúng ta có thể nhất định phải đến với khu vực này để tìm hiểu được vương triều nhà họ Mộc đã tồn tại như thế nào thời mà nhà Minh. Ngày xưa là thời nhà Minh đã có một ông vua tên là Trung Nguyên Chương. Thì ông Trung Nguyên Chương đó là đã đến khu vực này và muốn tìm một vị vương để cai quản. Thì ông vua ở đây phải có một cái họ để người dân có thể gọi kêu. Thì ông Trung Nguyên Chương mới dùng chữ cái họ Tru của ổng á, bỏ hai cái dấu gạch ở hai bên thành chữ Mộc, cho nên chỗ này gọi là Mộc Phủ. Thế là ông vua hồi xưa có một cái họ gọi là Huy. Đang đi trên những cái hàng lang ở trong Mộc Phủ ở Lệ Giang Cổ Trứng. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta cũng có thể đi đến chỗ này để có thể tham quan được một cái tiểu Tử Cấm Thành ở phương Đông là như thế nào. Nhưng mà có thể thấy cái cây này chính là cây Viễn Xuân. Vào mùa đông với lại là mùa xuân, nó sẽ nở rộ những cái hoa mà màu đỏ rất là. Các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau, và Huy sẽ giới thiệu cho các bạn xem những cái điểm mà Huy có thể tới, và cũng như là giới thiệu cho các bạn xem những cái kinh nghiệm mà cũng như là văn hóa của khu vực này. Hy vọng rằng nếu mà có cơ hội thì Huy có thể đồng hành cùng các bạn trong những chuyến đi xa hơn, và cũng như là những chuyến đi đến với những miền đất lạ, và đặc biệt là đến với Trung Quốc để đang cổ chứng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
Cái gì khứa quá vậy ta?